Chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo này của mình nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái vạch pin điện thoại hiển thị cái mức pin điện thoại của các bạn trên điện thoại Android nha. Như vậy nè các bạn. Đó. Thế đây mình đã cài đặt trên điện thoại của mình rồi nè. Đó và nó sẽ hiển thị cái mức pin bằng cái thanh màu sắc ở đây. Đó màu đỏ, màu tím nè, hiển thị cái mức pin gần hết, màu xanh. Đó. Thì đây cũng giúp cho các bạn có thể trang trí cho chiếc điện thoại của các bạn nha. Thì nếu như các bạn thấy cái ứng dụng này, thích cái ứng dụng này thì các bạn có thể xem video của mình và cùng nhau cài đặt thực hiện nha. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng thực hiện cài đặt mức pin, cái thanh màu hiển thị mức pin trên điện thoại của các bạn nha. Thì đầu tiên các bạn có thể tích chọn vào ứng dụng CH Play trên điện thoại của các bạn nè. Xong rồi các bạn click vào mục tìm kiếm và các bạn gõ cho mình cái từ khóa mang tên là vạch pin. Thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện ra hai cái ứng dụng đầu tiên là vạch pin nè. Một cái ứng dụng là nó cho phép các bạn sử dụng hoàn toàn miễn phí. Và cái ứng dụng thứ hai là các bạn phải mua nha, với giá rất khá là rẻ các bạn, chỉ có 5.000 thôi. Đó, thì ở đây mình đã mua cái ứng dụng này rồi. Thì nó sẽ xuất hiện cái dòng chữ là đã mua nè. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt cái ứng dụng này. Các bạn chỉ cần tích chọn vào cái ứng dụng, xong rồi các bạn click vào chữ cài đặt để cài đặt cái ứng dụng này trên điện thoại của các bạn nha. Thì cái ứng dụng này khá là nhẹ nha các bạn, chỉ mười mấy mb thôi. Thì các bạn có thể cài đặt ứng dụng này để cài đặt cái vạch pin thanh màu nha, cực kỳ đẹp. Thì các bạn chỉ cần chờ một lúc để cho nó cài đặt xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt. Ok, như vậy là nó đã cài đặt xong rồi. Thì xong rồi các bạn có thể mở ứng dụng lên. Thì cái giao diện của ứng dụng nó rất là đơn giản các bạn, như vậy nè. Đó. Thì ở đây nó có cái mục là yêu cầu cấp phép nè. Thì các bạn chỉ cần tích chọn vào cái hình vuông ở góc phía bên tay phải ở đây nè, để cấp quyền cho cái ứng dụng này chạy trên điện thoại của các bạn. Các bạn tích chọn vào đây. Ở đây nó có mục là hiển thị trên các ứng dụng khác nè, các bạn tích chọn vào. Ok, xong rồi các bạn thoát ứng dụng này ra luôn. Các bạn mở lại ứng dụng giúp mình nha. Xong rồi các bạn có thể mở ứng dụng này lên luôn. Ở góc phía bên tay phải nè, trên cùng nè. Các bạn tích chọn vào, mở lên. Thì ở đây mình đã từng sử dụng cái ứng dụng này rồi, cho nên nó lưu cái dữ liệu lại nè. Thì sau khi bật lên thì nó sẽ có một cái thanh màu ở trên cùng nè các bạn, nó hiển thị mức pin cho chúng ta. Đó. Và mức pin của mình là 63% nha. Thì nó sẽ xuất hiện ra dòng ở đây màu đỏ. Khi nào nó xuống cái vạch màu đỏ là nó gần hết pin. Đó, sắp hết pin rồi, nó báo cho các bạn là phải sạc pin ngay lập tức. Còn vạch tím là gần hết nè. Màu xanh phần trung nè. Đó, và màu xanh lá cây này là pin vẫn còn nhiều. Thì các bạn có thể cài đặt màu sắc tùy thích nha. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt. Và ở cái mục là cài đặt vạch pin nè, thì các bạn có thể chọn ở phần trên, phần dưới hoặc là tô. Đó, thì các bạn có thể chọn là phần trên nha. Và độ dày của nó nè, thì các bạn có thể kéo qua trái, qua phải để thay đổi kích thước của cái vạch pin này. Các bạn kéo qua trái thì nó sẽ nhỏ lại. Đó. Thì đây mình sẽ kéo hết cỡ luôn. Và độ trong suốt thì nếu như các bạn muốn cái vạch pin này nó có độ trong, độ mờ, nhìn xuyên thấu thì các bạn có thể kéo qua bên tay trái nè, thì nó sẽ mờ hơn nè các bạn. Đó. Các bạn kéo qua phải thì nó sẽ đậm hơn. Đó. Và cài đặt màu sắc, cái mục này thì các bạn có thể cài đặt được màu của cái thanh màu sắc này nha. Các bạn có thể tích chọn vào màu sắc nè. Thì đây nó có phân đoạn nè các bạn. Màu đỏ là 10% thì các bạn có thể thay đổi nha. Màu tím 10% và màu xanh lá cây là 30% nè. Và màu xanh lá mạ nè 30% và màu vàng là 20%. Thì các bạn có thể thay đổi màu sắc của và phần trăm pin hiển thị của cái ứng dụng này. Thế đây mình sẽ để mặc định nha. Và nó có một cái hiệu ứng nữa, đó chính là
hiển thị cái hiệu ứng sạc khi các bạn sạc pin á, thì nó sẽ xuất hiện những cái hiệu ứng chạy ở trên cái thang này luôn. Đó. Thế đây mình đã cài đặt ảnh động khi sạc nè, các bạn tích chọn vào và các bạn chọn cái hiệu ứng. Ở đây mình sẽ chọn là màu xoay nha. Và ảnh biểu tượng động. Ảnh biểu tượng động thì các bạn có thể chọn những cái hình có sẵn ở trong đây, các bạn có thể tích chọn vào. Thế đây nó có rất là nhiều hình nè. Thế đây mình sẽ chọn là hình cánh quạt nha. Đó. Và màu ảnh thì các bạn có thể chọn một màu bất kỳ. Thế đây mình sẽ chọn màu xanh. Click OK. Đó. Và ở trong cái phần này nữa thì nó sẽ có thêm những cái mục nha, như là hiển thị mức pin nè. Như ở đây mình đang có 63% thì nó sẽ hiện ở mức pin ở đây. Nếu như các bạn tích chọn vào cái mục là hiển thị mức pin, cái mục là hiển thị mức pin thì nó sẽ xuất hiện cái mức pin ở phía trên nha. Đó. Còn nếu không thì các bạn có thể tắt đi. OK, thì nó còn có những cái chức năng khác nữa thì các bạn có thể tự tìm hiểu nha. Thì bây giờ mình sẽ thử sạc pin xem nó có hiệu ứng sạc pin như thế nào nha các bạn. OK, và khi mình sạc pin á thì nó sẽ xuất hiện một cái cánh quạt quay quay ở đây nè. Đó, nó hơi khó nhìn một tí. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi cái màu của cái cánh quạt này nha. Bây giờ mình sẽ thay đổi thành màu đỏ đi, để cho các bạn dễ nhìn. Đó, thì khi các bạn sạc pin á thì nó sẽ xuất hiện một cái cánh quạt ở đây, và nó cứ chạy chạy như vậy. Đó, đó là cái hiệu ứng khi các bạn sạc pin. OK. OK, thì như vậy là mình cũng đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để có thể cài đặt vạch pin để hiển thị cái mức pin trên điện thoại của các bạn nha. Thì nếu như các bạn thích cái ứng dụng này thì các bạn có thể tải về và cài đặt trên điện thoại của các bạn. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy đừng quên cho mình một like cũng như là share video giúp mình nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, và xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới nha.